Vô, chào mừng các em đã quay trở lại, mình là Leo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về chiến lược cách build thánh di vật đội hình dành cho Ayato. What's that? Join you for a walk? Why not? Đầu tiên, đối với là hướng phát triển định vai trò, thì Ayato là một cái nhân vật có cơ chế khá là linh hoạt, không còn giống với lại những cái DPS truyền thống nữa. Ngoài khả năng gây sát thương đứng sân thì còn có khả năng hỗ trợ sát thương rồi cấp thủy ở dưới nền khi mà không ra trận nữa. Mặc dù là kỹ năng nổ có sát thương ổn nhưng mà tần suất thấp. Thực tế thì kỹ năng nổ Ayato khi mà không ra sân thì cái tần suất nó thấp và nó không có đủ để mà cấp thủy cho những cái đội bốc hơi với lại những cái đội điện cản. Vì vậy cho nên là sát thương đầu ra chính của Ayato vẫn phải phụ thuộc vào kỹ năng nguyên tố. Như vậy hướng phát triển đề xuất của Ayato đầu tiên sẽ là build Ayato thành nhân vật DPS chính. Sau đó thì khi mà các anh em có bộ thánh di vật tốt cũng như là có đa dạng nhân vật thì lúc đó chúng ta có thể chuyển Ayato trở thành nhân vật hỗ trợ sát thương. Về kỹ năng, tấn công thường trường phái Kamisato Marowashi không có gì đặc biệt, không phải là phương thức gây sát thương của Ayato. Kỹ năng nguyên tố trường phái Kamisato Kyoka, sau khi mà thi triển thì Ayato sẽ thay đổi vị trí để lại một cái thủy ảnh ngay cái vị trí ban đầu, đồng thời vào cái trạng thái cận chiến đặc biệt của mình. Đúng là thủy ảnh á, nó sẽ phát nổ khi mà địch tới gần hoặc là kết thúc thời gian duy trì là 6 giây. Và kết hợp cùng với lại thiên phú kết định 1, khi thủy ảnh nổ, Ayato sẽ nhận được tối đa số tầm hiệu quả của Namisen. Nên là chúng ta sẽ tạo thủy ảnh gần quá nhất để mà chúng ta nhận được cái hiệu quả này càng sớm càng tốt để mà gia cường thêm cái thiệt hại gây ra. Còn cái trạng thái cận chiến đặc biệt thì Ayato sẽ sử dụng Shinsengen để mà tấn công nhanh, chuyển hóa sát thương đòn đánh thường thành sát thương phạm vi nguyên tố thủy, không thể bị thay thế. Ngoài ra, những cái đòn Shinsengen này khi mà đánh trúng địch thì sẽ cung cấp cho Ayato cái hiệu quả Namisen, tăng sát thương của Shinsengen dựa vào lượng máu tối đa ở hiện tại của Ayato. Và ban đầu thì cái hiệu quả Namisen này nó sẽ tối đa là 4 tầng, khi mà mở khóa cung mệnh 2 thì nó sẽ gia tăng thêm 1 tầng cho anh em nữa. Và trong trạng thái này thì Ayato cũng không có đòn trọng kích, kể cả là các đem nhấn hay là nhấn giữ thì nó cũng sẽ lần lượt thực hiện những cái đòn Shinsengen này cả. Và trung bình trong vòng 6 giây thì các em có thể chém được 15 kiếm Shinsengen, nó sẽ giúp các em tạo ra từ 4 đến 5 hạt năng lượng nguyên tố. Và khả năng gắn ấn thủy cũng tương đối tốt. Thử nghiệm với lại hỏa nguyên bản thì chúng ta thấy là trong 15 kiếm có khả năng gắn 7 lần. Kỹ năng nổ trường phái Kamisato Shuyu, nó có cơ chế hoàn toàn tương tự với lại kỹ năng nổ của Ganyu. Phạm vi ảnh hưởng rộng 10m, tự động tìm kiếm kẻ thù. Càng nhiều kẻ thù thì tốc độ rơi của thủy hỏa kiếm sẽ càng nhanh. Và cũng có cơ chế khóa bảng chỉ số giống như là Ganyu. Và các em có nhớ cái này không? Khi mà kết hợp cùng với là kỹ năng nổ của Venti, thực sự là nó có thể tạo ra một dòng thác nước. Nhưng mà cái tần suất gắn ấn thủy thì lại tương đối thấp, 2,5 giây trên một lần. Không đủ để mà chúng ta kết hợp cùng với lại những cái nhân vật chính DPS hỏa, chỉ đủ để mà chúng ta gây phản ứng điện cảm với lại hoặc phản ứng đóng băng mà thôi. Còn thiên phú quyết định 2, khi Ayato không ra trận, nếu năng lượng nguyên tố thấp hơn 40 điểm, mỗi một giây sẽ hồi phục 2 điểm năng lượng nguyên tố. Về lý thuyết thì có thể hồi được 40 điểm năng lượng nguyên tố trong trạng thái nền. Nhưng mà để mà hồi được như vậy thì cần đến mất 20 giây lận. Nên nói chung là thực tế chỉ hồi được từ 15 đến 20 điểm trong thực chiến mà thôi. Namisen là cái hiệu quả rất là quan trọng để mà Ayato tăng sát thương. Nhưng mà nhờ vào thiên phú quyết định 1 cũng như là cái tốc độ cộng dồn của nó rất là nhanh. Nên là gần như lúc nào bạn cũng đảm bảo là chúng ta có 4 điểm cộng dồn liên tục ở trong toàn bộ chu kỳ kỹ năng nguyên tố. Như vậy về thứ tự nâng cấp kỹ năng thì đối với anh em hướng Ayato là nhân vật DPS chính thì kỹ năng nguyên tố sẽ là được ưu tiên đầu tiên, sau đó đến kỹ năng nổ. Còn đối với là những anh em mà hướng Ayato trở thành nhân vật hỗ trợ sát thương thủy thì kỹ năng nổ sẽ là ưu tiên hơn so với lại kỹ năng nguyên tố. Về cung mệnh thì Ayato có 3 cái cung mệnh đáng lưu ý, đó chính là cung mệnh 2, cung mệnh 4 và cung mệnh 6. Và đa số cung mệnh của Ayato sẽ gia tăng sát thương trực tiếp vào cái đòn Shinsengen. Các em có thể thấy ở đây, đối với cung mệnh 1 gia tăng khoảng chừng 8,4%, đến cung mệnh 2 thì gia tăng 15,3%. Còn cung mệnh 3 thì khá là ấn tượng khi mà gia tăng tới tận 17%. Còn cung mệnh 4 thì nó không gia tăng sát thương nhưng mà nó lại tăng tốc độ tấn công. Về tổng thể thì nó thực sự rất là hữu ích. Và đến cung mệnh 6 thì thực sự là nó gia tăng rất nhiều, mức tăng tổng thể lên tới là 22,7%. Tuy nhiên là chi phí cũng rất là cao. Về vũ khí, thánh di vật, đội hình dành cho Ayato theo hướng DPS chính thì đầu tiên có một cái lưu ý dành cho các anh em.
Ngay cả khi mà Ayato sở hữu cái hiệu ứng Namasen tăng sát thương dựa vào cái lượng máu tối đa, thì việc tăng sát thương của 1% máu nó vẫn không tốt bằng việc tăng sát thương do 1% tấn công mang lại. Vì vậy cho nên là sức mạnh tấn công truyền thống vẫn là được ưu tiên đối với lại Ayato. Nên là đối với lại Ayato, hướng build chủ yếu vẫn là tập trung vào tỷ lệ bạo, sát thương bạo và phần trăm tấn công. Về vũ khí, ưu tiên đầu tiên chắc chắn là cái kim đơn ra mắt cùng với lại Ayato Haran rồi. Các chỉ số và cái nội tại của nó hoàn toàn phù hợp với lại Ayato. Tuy nhiên có một điều thú vị, đó chính là khoảng cách sức mạnh của nó đối với lại hai cây vũ khí 5 sao, ánh sáng đêm sương mù và bàn nham kết lục là không quá 8%. Nếu như có sự kết hợp cùng với lại đội hình, thậm chí cái khoảng cách này còn bị rút ngắn hơn, đó chính là không quá 5%. Còn giữa ánh sáng đêm sương mù với lại bàn nham kết lục thì gần như là tương đương nhau, nhưng mà mình lại xếp bàn nham kết lục cao hơn. Nguyên nhân là ánh sáng đêm sương mù hãy để cho những cái nhân vật cần nó sử dụng như là Ayaka với lại Katrin. Còn đối với là vũ khí 4 sao thì kiếm đen ở trong những cái hành trình đó chính là cái lựa chọn tốt nhất. Với chỉ số phụ tăng tỷ lệ bạo kích, còn nội tại thì tăng sát thương tấn công thường với lại trọng kích. Ngoài ra thì còn đi kèm với khả năng hồi máu nữa, giúp cho Ayato tăng cường khả năng sinh tồn của mình. Còn về đề xuất đối với là những cây vũ khí còn lại thì mỗi cây vũ khí nó có những cái ưu nhược riêng mà các em cần phải lưu ý. Đối với là hắc nham trường kiếm, một cây vũ khí có tính linh hoạt cao trong những cây vũ khí 4 sao, các em có thể sử dụng cho Ayato. Nhưng cái nhược điểm của nó là chúng ta phải tiêu tốn mất 24 tinh huy và rất khó để mà các em có thể tinh luyện cao. Còn đối với là tiếng hét của rồng thì để mà gia tăng sát thương, các em cần phải đảm bảo kẻ địch bị ảnh hưởng bởi một trong hai nguyên tố hỏa hoặc là nguyên tố lôi. Và thông thường thì cái độ điện cảm của Ayato kết hợp cùng lại Fischl có khả năng duy trì được cái điều này, thì tiếng hét của rồng lúc đó nó sẽ tương đương với lại hắc nham trường kiếm. Còn đối với lại những anh em không có những cái vũ khí đề xuất ở trên thì chúng ta cũng có thể sử dụng vũ khí chế tạo đoạn đao Amenoma hoặc là cây vũ khí 3 sao thần kiếm Lê Minh. Đoạn đao Amenoma thì hồi nhiều năng lượng, thích hợp cho việc đánh kỹ năng nộ. Tuy là sát thương của các anh em sẽ bị giảm, nhưng mà đây là vũ khí 4 sao duy nhất mà đối với là người chơi miễn phí. Còn thần kiếm Lê Minh rất là phù hợp với lại Ayato, nhưng mà lại có một cái yêu cầu khắc khe, đó chính là cần phải đảm bảo cái lượng máu cao hơn 90%. Đối với là Ayato, một cái nhân vật cận chiến thì điều này thật sự rất là khó. Còn về thánh di vật, Dâm Tế Lễ là thánh di vật thích hợp nhất cho Ayato. Nhưng mà cái chênh lệch của bộ Dư Âm Tế Lễ này so với lại hai bộ thánh di vật Lễ Bế Mạc của Giác Đấu Sĩ và Trái Tim Trầm Luân thì thực sự là không cao. Anh em nào đã có hai cái bộ thánh di vật này chỉ số đẹp dành cho Ayato rồi thì mình đề xuất là các anh em không cần phải tiêu tốn thêm những nguyên chất để mà farm cái bộ Dư Âm Tế Lễ. Còn đối với là chỉ số chính của bộ thánh di vật, cũng giống như là mình nói ở trên thì tuy là phần trăm máu có gia tăng thêm sát thương của Ayato, tuy nhiên là nó vẫn không bằng phần trăm tấn công, nên là đúng là cái đồng hồ vẫn là phần trăm tấn công, đúng là cái ly vẫn là sát thương nguyên tố thủy, và cái mũ thì sẽ là tỷ lệ bạo hoặc là sát thương bạo tùy vào cái chỉ số mà các em đang thiếu. Còn đối với là chỉ số phụ của bộ thánh di vật thì chúng ta sẽ ưu tiên tỷ lệ bạo với lại sát thương bạo trước, sau đó sẽ là phần trăm tấn công và cuối cùng đó chính là phần trăm máu. Còn nếu là build Ayato theo cái hỗ trợ thì thực tế là vẫn không có gì thay đổi so với hiện tại, ngoài trừ là chúng ta cần phải tăng cường thêm hiệu quả nạp để mà đảm bảo chu kỳ kỹ năng nổ cho Ayato có khả năng đánh liên tục được. Về đội hình thì mình sẽ đề xuất những cái đội hình tập trung vào cái vai trò Ayato, nhân vật DPS chính gây sát thương nguyên tố thủy trước. Trên cơ sở này thì chúng ta phải tập trung vào những cái thế mạnh của Ayato, đó chính là cái thời gian yêu cầu đứng sân rất là ngắn, chỉ có 6 giây thôi, có thể liên tục đảo nhân vật được. Khả năng cấp thủy cũng như là gây sát thương diện rộng liên tục, chúng ta sẽ sử dụng những cái đồng đội hỗ trợ sát thương để mà có thể tối đa được cái khả năng này. Đội hình đầu tiên mình đề xuất đó chính là cái đội hình cộng hưởng nguyên tố 2 thủy. Ayato sẽ kết hợp cùng với lại một cái nhân vật hệ thủy như là Mona với lại Shinjo để mà vừa hỗ trợ sát thương nè, vừa tăng thêm sát thương. Đối là Mona thì có hiệu quả tinh dị, còn đối với lại Shinjo thì có cung mệnh 2 giảm 15% kháng sát thương nguyên tố thủy. Ngoài ra vũ liêm kiếm thì nó còn chống gián đoạn, giảm sát thương rất là hiệu quả cho Ayato. Vị trí thứ ba sẽ là một nhân vật hệ phong, ví dụ như là Kayuha, Venti, Subro để mà giảm kháng nguyên tố thủy dựa vào cái bộ 4 bóng hình màu xanh. Và vị trí cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nhân vật hỗ trợ sinh tồn vừa tăng cường thêm cái khả năng cho Ayato như là Bennett, Zhongli. Có một cái lưu ý đó chính là khả năng hỗ trợ của Zhongli đối với lại đồ hình này cực kỳ tốt, thậm chí là ngay tại cung mệnh 6 thì có khi nó còn vượt cả Bennett. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta đổi Zhongli ở cái vị trí hỗ trợ thì chúng ta sẽ thiếu một cái nhân vật hồi máu. Thì lúc này tại cái vị trí hỗ trợ hệ phong chúng ta cũng có thể sử dụng Zhongli để mà bổ sung cho cái vấn đề hồi máu cho đồ hình. Đối
Đối với là đội hình diện cảm kết hợp hai lôi thì lúc này Ayato sẽ thay thế Shinjo. Tuy là cái sát thương có gia tăng nhưng mà cái khả năng chống chịu sẽ bị giảm đi. Để mà bù đắp điều này thì chúng ta có nhiều giải pháp. Có thể là cho Shiro sử dụng cây pháp khí mẫu kiếm phách, hay là sử dụng Kokomi Shinjo ở trong cái vị trí này. Còn những cái đội hình còn lại á, tuy là cái em cũng có thể sử dụng được nhưng mà nó chưa tối ưu cái khả năng của Ayato. Ví dụ như là đội hình Ayato kết hợp cùng với là hai nhân vật hệ băng, thì rõ ràng là cái đội hình này có khả năng đóng băng quái liên tục, hiệu quả chống lại siêu đông quái rất là tốt, nhưng mà đánh đơn một mục tiêu á, đánh boss thì nó sẽ không hiệu quả. Còn đối với là Ayato ở vai trò hỗ trợ thì có thể sử dụng ở trong cái đội hình của Hu Tao và đội hình của Lưu Thần Quốc Dân. Tuy nhiên là kỹ năng nộ thì cái cường độ cấp thủy yếu, còn kỹ năng nguyên tố thì cái chu kỳ nó rất là ngắn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua cách xây dựng nhân vật Ayato. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lại những câu hỏi thường gặp. Câu hỏi đầu tiên đó chính là tôi nên chọn cây vũ khí trấn hay là cung mệnh cho Ayato? Cái này tùy thuộc vào bạn đã có vũ khí 5 sao ánh sáng đêm sương mù với lại bàn nham kết lục chưa. Nếu bạn đã có những cái cây vũ khí này rồi thì cung mệnh nó sẽ cải thiện nhiều hơn so với lại cây của vũ khí Haran. Câu hỏi thứ hai đó chính là giữa Tataria cung mệnh không với lại Ayato thì nhân vật nào tốt hơn? Thực tế thì mỗi nhân vật mình đánh giá là có những cái thế mạnh riêng. Nhưng mà bởi vì Tataria có cái đội hình chuyên biệt bốc hơi ngược của Shanlin, nên là cái sát thương của Tataria tạo ra có khả năng là cao hơn so với lại Ayato. Nhưng mà cái đội hình của Tataria thì nó cồng kềnh, chu kỳ rất là phức tạp và dễ bị đánh gián đoạn. Trong khi đó thì đội hình của Ayato có khả năng chống gián đoạn, khả năng chịu lỗi tốt hơn và các thao tác nó cũng đơn giản hơn. Như vậy là đội hình của Ayato nó có cái thao tác điều khiển là tốt hơn. Câu tiếp theo đó chính là tôi có nên triệu hồi Ayato hay không và Ayato cung mệnh không đã đủ dùng hay chưa? Không phải là chỉ mỗi Ayato mà rất nhiều những cái nhân vật 5 sao hiện tại chỉ cần cung mệnh không thôi là có thể giúp cho bạn vượt cái thử thách khó nhất La Hoàng Thâm Cảnh hiện tại Vivu rồi. Tuy nhiên để mà theo đuổi sức mạnh thì rõ ràng là Ayato cần phải có cung mệnh 3. Nên là đối với mình, Ayato là cái nhân vật không bắt buộc, tùy thuộc vào sở thích của bạn và đề xuất sẽ bị giảm bớt nếu như bạn đã có nhân vật Tataria rồi. Chỉ số đề xuất của Ayato bao nhiêu là đủ? Mình lấy trực tiếp Ayato của mình đang sử dụng bộ 4 lễ bế mạc giác đấu sĩ luôn nha các anh em. Tấn công thì không cần cao đâu, chúng ta có thể sử dụng phần trăm máu để mà bù đắp cái vấn đề tấn công. Thì tấn công của Ayato khoảng chừng cỡ trên 1.800 là được. Tỷ lệ bạo trên 60%, sát thương bạo trên 200% đối với lại những cây vũ khí mà có tăng tỷ lệ bạo sát thương bạo. Còn đối với những cây vũ khí mà không tăng tỷ lệ bạo sát thương bạo thì rõ ràng các anh em cần phải giảm cái sát thương bạo này xuống. Còn lượng máu tối đa thì trên 20.000. Và với cái chỉ số như thế này thì những cái kiếm Shuriken của các anh em khi mà bạo kích thì có thể gây sát thương trên 7.000. Còn kỹ năng nổ khi bạo kích thì sẽ gây sát thương trên 8.000. Phần bốc hơi của Ayato với lại hệ hỏa hiện tại nó có khả thi hay không? Theo mình đang thử nghiệm tại đây thì hơi khó. Nếu như mà sử dụng cái kỹ năng nộ để mà cấp thủy đó thì thực tế là hoàn toàn không có thể đáp ứng được nhu cầu của những nhân vật đi biết chính hệ hỏa, ví dụ như là Hu Tao, Yomiya, Yanfei, đảm bảo các anh em luôn không đủ. Còn đối với lại Ayato đứng sân để mà bốc hơi ngược cùng với lại Shanlin giống như là Tataria thì cái chu kỳ của Ayato nó đứng sân quá ngắn, nó không khớp cùng với lại cái chu kỳ của Shanlin là siêu dài luôn, đặc biệt là với cung mệnh 4. Nếu muốn khớp thì chúng ta phải sử dụng một cái nhân vật hệ phong nào đó, rồi chúng ta phải làm giàu cái nguyên tố thủy ở trong cái khoảng thời gian mà Ayato không đứng sân. Thì cái đó nó hơi khó để mà chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Ayato có khả năng build theo cái hướng hỗ trợ được hay không? Có, nhưng mà các em cần phải có nhiều nhân vật cũng như là chúng ta có một cái mức độ luyện tập đáng kể đối với lại Ayato. Chứ còn mà thông thường vừa mới chơi vừa thì mình sẽ không khuyến khích theo cái hướng build hỗ trợ sát thương này. Câu tiếp theo là ủa sao tôi lại không nhìn thấy đề xuất về kiếm chức phong thiên không kiếm với lại cái sự kết hợp Yomiya cùng với lại Ayato ở trong cái phần xây dựng nhân vật. Kiếm chức phong có thể sử dụng cho Ayato nhưng mà mấy ai trong chúng ta có cái gì đó đâu, với lại nó có yêu cầu khắt khe về phải có một cái nhân vật tạo khiên nữa. Còn thiên không kiếm thì nó tăng rất nhiều hiệu quả nạp, nó bị hơi nghiêng về cái hướng hỗ trợ hơn là tăng sát thương. Còn đối với lại Yomiya thì đây, các anh em có thể thấy là mình đang sử dụng kết hợp giữa Yomiya với lại Ayato. Thực tế mà nói là kết hợp được nhưng mà không ngon các anh em, tại vì cái sự bổ trợ của hai nhân vật này qua lại với nhau không tốt. Cuối cùng, Ayato là một nhân vật DPS chính có độ phóng đại sát thương thấp, nhưng mà bù lại thì lại có tốc độ tấn công nhanh và độ bao phủ rộng. Ayato không phải là một nhân vật bắt buộc, nhưng mà lối đánh bao trùm với lại sát thương nhảy múa giống như thế này thì Ayato rõ ràng là một nhân vật rất đáng để mà các anh em thử qua. Có rất nhiều những cái trải nghiệm mới mẻ hay ho của cái anh chàng này mang tới cho các anh em. Và các anh em đừng quên là hãy chia sẻ trải nghiệm của các anh em xuống bên dưới phần bình luận. Mình rất là mong chờ những cái chia sẻ của các anh em. Còn bây giờ,
Nếu như các anh em thấy những cái điều này nó hữu ích, đừng quên hãy đăng ký kênh ủng hộ Leo cháy hết mình cùng với lại Gaxi Park. Tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.